24 công dân trong khu cách ly trên chuyến bay về từ Nga nhiễm COVID-19. Sáng ngày 15 tháng 5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 24 trường hợp mắc COVID-19. Tất cả những ca dương tính này đều là hành khách trên chuyến bay VN0062 từ Moscow, Liên bang Nga, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, lúc 4 giờ 40 phút sáng ngày 13 tháng 5 năm 2020. Những hành khách này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Theo đó, chuyến bay chở 345 hành khách và thành viên phi hành đoàn sau khi nhập cảnh được cách ly tại 3 địa phương là Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương. Tại nơi cách ly, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm cho thấy có 24 hành khách dương tính với SARS-CoV-2. 23 bệnh nhân trong số này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân còn lại được chuyển tới Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 312 ca nhiễm COVID-19, trong đó tổng cộng 172 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay nên không có khả năng lây ra cộng đồng. Hàng không Việt phục vụ lại suất ăn trên máy bay, mở cửa phòng chờ VIP. Các hãng hàng không Việt Nam đã và đang khôi phục nhiều dịch vụ trên không và mặt đất sau thời gian tạm dừng các dịch vụ này vì cách ly xã hội. Đại diện Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 15 tháng 5, hãng này sẽ phục vụ trở lại suất ăn trên chuyến bay bao gồm đồ ăn nấu chín, suất ăn nóng trên khay, bánh mì, bánh nóng kẹp thịt, đồ ăn đóng gói, các loại bánh, hạt rang và đồ uống nguyên chai để giảm thiểu tiếp xúc. Các suất ăn được phục vụ khác nhau tùy vào khung giờ bay và hạng dịch vụ. Hãng này cũng tạm ngừng phục vụ các loại đồ uống có cồn và bổ sung nước hoa quả tươi trên khoang hạng thương gia để tăng cường sức khỏe cho hành khách. Hãng hàng không Bamboo Airways cho biết, phòng chờ thương gia Phất Lung của hãng này đã mở cửa hoạt động trở lại tại nhà ga T1, sân bay quốc tế Nội Bài. Đại diện của Bamboo Airways cho biết, hãng đã bổ sung lực lượng nhân viên phục vụ, đồng thời huấn luyện, đào tạo và quán triệt việc tuân thủ toàn diện các quy định. Hòa Minh Di Hóa Nam Phương Hoàng Hậu, mất cả năm làm trang phục, riêng trang sức tốn hẳn 3 tỷ. Áo dài phong rộng, đầm dài vintage cùng hàng loạt những trang sức đắt giá, sang trọng thời xưa được Hòa Minh Di mang vào MV Hóa Nam Phương Hoàng Hậu. Trở lại đường đua V-Cup sau 2 năm vắng bóng, Hòa Minh Di với MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp đã đưa người hâm mộ quay ngược dòng lịch sử chứng kiến một lần nữa câu chuyện tình đẫm nước mắt của Nam Phương Hoàng Hậu với vua Bảo Đại. Để yếu tố lịch sử được tái hiện chân thực, Hòa đã đầu tư địa điểm ghi hình bám sát lịch sử. Xuyên suốt MV, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh đã thể hiện gần đúng nguyên mẫu hình tượng thời trang sang trọng và tinh tế hết sức của vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Từ bộ đại triều phục ngày cưới, áo dài phong rộng, âu phục, đến loạt phụ kiện sang chảnh như mấn đổi đầu, dây chuyền ngọc trai, đá quý, tất cả đều được mô phỏng hoàn hảo như phong cách thời trang hiện đại trước đây của Nam Phương Hoàng hậu.